vẫn tiếp tục tuân thủ theo chỉ định 16. Và hôm nay mình có mời em Lắc Xuyên, một người em của mình, cùng tham gia với cái buổi podcast với mình để chia sẻ về những cái quan điểm của em về văn học cũng như là âm nhạc nói chung và rap Việt nói riêng. Nếu như mọi người chưa biết thì em Lắc Xuyên cũng từng là một rapper. Hiện tại thì em Lắc Xuyên đang theo học ở trường sư phạm. Thì cái câu chuyện này cũng có vẻ dài đấy, nên là mình làm cái đại intro nó ngắn ngắn thôi nhé. Cùng đến ngay với cái buổi podcast hôm nay nào. Kể đôi chút về cái tiểu sử văn trường thời còn đi học của em coi. Kiểu em có thích môn văn không ạ? Nếu mà nói là thích, yêu thích đó nha, thì chắc là khoảng năm lớp 8. Năm lớp 8 em học một cái người cô, và cái người là một cái người truyền cảm hứng cho em rất là ghê gớm. Hồi cấp 1 á, thì mình kiểu cũng chưa có xác định được là mình sẽ thích cái gì á. Thì lúc đó là mẹ cứ cho đi học rồi đi học thôi. Nhưng mà cảm giác thì cái môn tiếng Việt á, cái tập luận văn á, nó nhẹ với mình hơn là môn toán. Như hồi xưa em toán rất là chật vật luôn, nhưng mà về cái phần mà tiếng Việt chính tả rồi kia thì rất là ok. Thì lên tới lớp 8, em học cái cô này, lúc đó em lại rất là muốn theo cái con đường văn chương từ hồi xưa, từ hồi lớp 8. Rồi cũng ngay năm lớp 8 là em xác định là kiểu cái khối ngành học của em á là sẽ thiên về những môn xã hội. Hiểu. Kiểu như là văn, sử, địa, dân đó. Nhưng mà kiểu như anh biết mà hồi cấp 2 á, những cái môn nó được cho là những cái môn phụ, không được xem trọng lắm đúng không? Đúng rồi, nó không được xem trọng. Và những cái môn mà như là toán, lý, hóa rồi đó, những cái môn đó thì người ta lại coi là những cái môn chính, những cái môn quan trọng hơn văn sử địa. Nên là khi cấp 2 em học giỏi văn sử địa thì kiểu mọi người cũng không có care lắm á. Kiểu đúng như là biết môn phụ thôi. Bất công đúng không? Dạ vâng, nhưng mà lên cấp 3 thì nó cũng có tiến triển hơn chút xíu, là tại vì khi mà lên cấp 3 thì mình sẽ phải chọn khối ngành để mình thi đại học á. Đúng rồi. Cho nên là nó phân rõ ra là ban tự nhiên với ban xã hội, thì em thích cái ban xã hội. Dạ. Nhưng mà do em chọn cái khối ngành xã hội từ năm lớp 8 rồi cho nên em học rất là lệch. Đúng rồi. Thật kỳ luôn. Anh có biết là em lớp 12 em học sinh gì không? Ai học sinh trung bình à em? Đúng rồi, cuối năm lớp 12 em học sinh. Còn mấy cái giữa học kỳ nha, là em là có khi là có học sinh yếu luôn á. Tại vì mấy môn kia nó được nhân hai các kiểu mà đúng không? Đúng rồi, do những cái môn hóa, lý rồi nó kéo xuống. Đúng rồi. Anh nhìn vô bảng điểm là rất là lệch luôn. Những môn xã hội thì nó kéo chắc vót, còn những cái môn tự nhiên thì rất là thấp. Anh thì anh cũng học lệch mà, nhưng mà kiểu cấp 1 thì anh giỏi toán. Anh ít khi giỏi văn lắm, kiểu văn hồi xưa ở dưới anh chỉ là học thuộc thôi. Nên là anh cũng hơi lười học thuộc á. Với lại kiểu hồi đó anh cũng hơi nhanh nhậu xíu, chữ anh xấu, nên là mấy bà cô văn mấy bà đi lắm, làm anh cũng không có cảm tình gì với môn văn mới luôn á, kiểu vậy. Nó khổ thế. Với lại lớp 11, 12 rồi á thì mình cảm thấy là mình học môn văn cũng khá là ok. Trong lớp văn thì các bạn làm chuyện riêng, các bạn ngủ này kia, mà kiểu em thấy cô nói mấy cái cũng hay, nên là cũng ráng thức rồi học này kia. Nhưng mà đến năm lớp 12 thì em không định học tiếp. Ồ, sao thế? Em định là tốt nghiệp sau lớp 12 á thì em sẽ học bếp. Lúc đó em cảm giác là em không có phù hợp tới chuyện mà học thêm nữa, nên là em định rẽ hướng học bếp. Hiểu, anh hiểu. Rồi cái lúc mà đăng ký nguyện vọng đại học á thì em được một cái người chị, cái chị này là bạn của anh em, thì chỉ có nghe những cái tâm sự, rồi nghe những cái sở trường, sở thích của em và những cái khả năng của em, nên là chị có suggest một cái option là cái ngành cử nhân văn học của trường sư phạm. Thì lúc đó em kiểu như là trời ơi, mình học trong lớp học sinh trung bình này kia mà trời ơi, nghe đến trường sư phạm là không dám mơ tới luôn á. Nhưng mà kiểu thấy cũng khá là hay, kiểu như đó giờ em không có tìm hiểu á, xong bây giờ mình tìm hiểu được cái ngành này ok, cũng nghe cũng được á. Lúc đó em cũng nói chuyện với ba mẹ, xong rồi ba mẹ em cũng thấy ok rồi chọn ngành này, là em đi vào ngành vòng một luôn. Nói chung nói về cái ngành của em á, thì tuy là nó trong trường sư phạm nhưng mà nó không dành để đi dạy, anh hiểu không? Hiểu, nó nghiên cứu hơn nè. Đúng rồi, nó thiên về nghiên cứu hơn. Những cái bạn nào mà học để đi dạy á, là sư phạm ngữ văn. Còn ngành của em là cử nhân văn học, nó sẽ theo cái hướng nghiên cứu hơn về văn học, về ngôn ngữ, rồi về báo chí, truyền thông này kia đó, tùy theo mình chọn cái hướng đi là thôi. Hay đó. Lúc đó em kiểu cũng không có suy nghĩ sâu xa, em chỉ bây giờ mình đang làm nhạc đó, thì em nghĩ là cái ngành này nó có thể giúp ích cho mình trong chuyện làm nhạc.
nên là lúc đó em thích thôi, chứ em cũng không có nghĩ sâu xa gì là sau này mình sẽ làm cái gì, có một cái hoạch định cụ thể trong tương lai. Có thấy cái cơ duyên nào mà bén xuyên tới cái con đường âm nhạc ấy? Âm nhạc hả? Được rồi. Em bắt đầu biết đến rap này là từ năm lớp mấy rồi, em bắt đầu làm rap từ khi nào đấy? Nếu mà nói về rap thì em biết từ rất là lâu rồi, từ cái thời mà em học cấp 1 thì chắc là nó là những năm 2009, 2010 gì á. Lúc đó là những anh họ có cho nghe mấy cái bài như là Một Chợ Một Trăm của Na, thì lúc đó kiểu như mình nghe thì mình nghĩ là là những cái bài nhạc chế thôi, đúng không? Đúng rồi. Chứ cái này là rap. Xong rồi đến năm lớp 6 thì em có coi trên Jam TV á. Nó có một cái mục là những cái bài nhạc trong tuần. Đó thì có một cái bài là bài Tích Lô của Rap Show. Cái em nghe em thấy wow, cái nhạc này nó hay quá ta, kiểu như là sau đó giờ mình không có biết. Đó thì lúc đó là biết Mong Men, biết Rap Show, rồi biết cái giới rap lúc đó như là Suboy, rồi Carrick, rồi Wowy, rồi Boo này kia. Đó xong rồi mình cũng nghe tìm hiểu là cũng biết rap từ những năm lớp 6. Em có biết lyrics từ lớp 6 rồi, nhưng mà kiểu cũng trẻ con mà mình thích mình viết vậy thôi, chứ kiểu nó cũng chưa ra gì. Sau này đọc lại những cái bài nhép đó thì em thấy sao? Em thấy nó mắc cười. Nhưng mà kiểu mình vẫn quý không? Mình vẫn đúng quý rồi. Cái những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ mình lúc đó. Đúng rồi. Nên là đọc mình thấy nó vui chứ cũng không gọi là xấu hổ hay gì. Mỗi thời nó có một cái suy nghĩ nó khác nhau mà. Dạ đúng rồi. Cho đến năm lớp 8 thì em bắt đầu theo đuổi cái skate. Chứng khoán. Lúc đó kiểu như em không có làm nhạc hay là em không có viết nhạc nữa. Kiểu như lúc em tập trung vào việc chứng khoán hơn. Đúng rồi. Cho đến mặt hè lớp 11 thì em có viết rất là nhiều những cái demo, nhưng mà kiểu lúc đó mình không nghĩ là mình sẽ làm nhạc luôn. Em cứ cover rap, rồi nhiều khi cũng có những cái demo, xong rồi em cũng có gửi cho bạn bè nghe. Thì có một cái người bạn mới nói là ơi Xuyên, hay là bây giờ ông thử thu làm một cái bài hoàn chỉnh đi coi làm sao đó. Xong rồi em thấy cũng ok, rồi em kiểu cũng thu. Cái bài đầu tiên em thu là bằng iPhone á. Uầy, được á nhỉ. Dạ, xong rồi em up lên SoundCloud, xong rồi kiểu mới có một ngày được 1000 view, kiểu trời vui. Xịn thế nhỉ. Vui là vui luôn. Dạ, nên là nói chung có thể nói là em bắt đầu con đường làm nhạc từ cỡ giữa năm 2016. Cái thời mà Infamous đó, lúc đó em là kiểu thâm mộ lắm, mỗi em lắm. Rồi cái The Infamous Show nè, rồi giờ cái cỡ đó kiểu mọi người rất là hay. Ồ, vậy là em đến cái con đường âm nhạc này là cùng lúc anh biết đến Infamous luôn đấy. Dạ, đúng rồi, cả đó đó. Đúng rồi. Thời đó là GFR nó bắt đầu thành lập, xong rồi OTD nó cũng bắt đầu mới thành lập luôn mà. Đúng rồi, cái cả đó anh. Sau cái quãng thời gian đó thì em thấy khi mà em đi theo con đường âm nhạc này thì cái chuyên ngành của em á, nó có giúp ích gì nhiều không? Thì là cũng có. Nói chung là em thấy nó có cái mối tương quan với nhau á, là nó bổ trợ và nó ảnh hưởng lẫn nhau á. Kiểu như là em thấy cái ngành học của em nó cũng giúp ích cho cái việc em viết nhạc, và cái việc viết nhạc của em nó cũng giúp ích cho cái việc học luôn. That's a win-win. Yeah. Có nghĩa là đầu tiên đi thì cái việc học của em nó có giúp ích gì cho việc nhạc đi nha. Ok. Như cái dự định ban đầu của em á là em học cái ngành này để cái việc viết nhạc của mình nó ok hơn, tức là mình sẽ hiểu về tiếng Việt hơn, mình hiểu về ngữ pháp, về ngữ nghĩa, về từ ngữ để mà mình sử dụng cho nó đúng, để nó không có bị sai, không có bị ép phần, ép câu rồi á. Đúng rồi. Và cái thứ hai á là những cái thủ pháp nghệ thuật. Thì xưa anh học cũng biết mà đúng không? Kiểu như là so sánh, ẩn dụ, rồi những khóe, rồi ép đối, phép lập cái thứ đó. Giống như là mình học xong, mình lĩnh hội được những cái kiến thức đó, rồi mình áp dụng được trong chuyện làm nhạc. Nhưng mà cái chuyện áp dụng này á, nó diễn ra rất là tự nhiên nha. Có nghĩa là khi mà em nghe một cái beat, xong mà em chuyển hóa những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của mình thành cái lời nhạc. Và em sẽ viết nó theo cái flow lúc đó, em sẽ viết theo những cái suy nghĩ lúc đó. Em không có kiểu như là đặt ra cái câu này là mình sẽ sử dụng phép so sánh, cái câu này mình sẽ dùng ứng dụng. No, nó không hề cái chuyện đó. Có nghĩa là mình học xong, xong rồi nó biến thành một cái gì đó rất là tự nhiên á. Dạ. Mình viết ra là vô tình nó cũng có những cái thủ pháp nghệ thuật đó luôn. Ok. Đó nên là sau này kiểu như là mình viết xong rồi cái mình ngồi mình xem lại thì mình thấy là đúng rồi, cái chỗ này là mình áp dụng trong cái bài mình học nè. Đó, kiểu như là cái việc nó diễn ra rất là tự nhiên. Dạ, nên là anh thấy là mấy ông nhà văn, nhà thơ nhiều khi mấy ông cũng giống như em á, mấy ông kiểu như mấy ông viết theo cái suy nghĩ rồi những cái cảm xúc của mấy ông lúc đó thôi, xong rồi cái mình bắt đầu mình ngồi mình mổ xẻ ra, mình nói này nói nọ, mình phân tích cái thứ, nhưng mà nhiều khi cái lúc đó mấy ông cũng không có nghĩ sâu xa như vậy. Đúng rồi. Đúng rồi đó, em thấy cái điểm khá là hay đó. Ừ,
Ok, có vẻ là nó khá là xem với nhau quá nhỉ. Dạ đúng rồi. Còn cái việc mà ngược lại đi, là cái việc làm nhạc có giúp ích gì cho môn học hay không, thì thực sự là có. Tại vì có những cái môn tụi em phải làm những cái project về một cái tác phẩm văn học hay là một cái chủ đề trào lưu gì đó. Đó thì lúc đó em lại sử dụng cái rap của mình để mà mình viết lại, để mình làm cho cái buổi thuyết trình nó trở nên phong phú. Đúng rồi. Em có nhớ là được em học cái môn kia thì cô có giao một cái chủ đề là cái tập thơ thơ của Xuân Diệu. Đó thì lúc đó em có phổ một cái bài là bài Bên ấy bên này của Xuân Diệu, em phổ thành nhạc rap. Quay. Xong rồi em có quay video rồi này kia, em thuyết trình lên thì kiểu cô giáo rất thích, kiểu như là ô khá là hay. Tại vì khi mà mình làm sống lại một cái tác phẩm văn học á, hoặc là một cái tác phẩm nghệ thuật á, thì giống như là mình đã làm cho nó mới hơn á. Anh hiểu em không? Đúng rồi, anh hiểu. Kiểu như những cái bạn, những khán giả đi, người ta không có biết cái bài thơ đó, hoặc là không có biết cái tác phẩm đó, nhưng mình lại truyền tải nó theo những cái phương thức hiện đại. Đó, kiểu như mấy bạn không thích thơ nhưng mà kiểu mấy bạn thích nghe nhạc rap. Xong mấy bạn nghe nhạc rap, nghe cái bài đó, xong các bạn biết cái bài thơ đó, biết cái tác giả viết đó. Đó giống như là mình đã làm sống lại một cái tác phẩm nghệ thuật á. Đúng rồi, hay. Nên em cũng thấy là cái việc mà làm nhạc của mình nó cũng bổ trợ khá là nhiều cho những cái môn học trong trường. Đúng rồi, mà đôi khi nó lại giúp cho những cái người mà kiểu thấy cái môn văn nó khô khan mà lại có thể tiếp thu được nó bằng cách con đường khác mà, đúng không? Dạ, cái lúc mà em bước vô cái ngành này á, thì em có một cái suy nghĩ. Đó là em như là một cái, nó là hơi cao siêu, em tự cố gắng để biến mình trở thành một cái sứ giả, để cho những cái người thầy cô giáo, những cái nhà gọi là tri thức trong trường đại học đi, kiểu như người ta có một cái nhìn khác về nhạc rap, về cái văn hóa hip hop. Yeah. Người ta nghĩ là ồ đây là một cái nền văn hóa và cái loại nhạc này nó cũng khá là hay, nó cũng có rất là nhiều những cái nghệ thuật trong đó, chứ không phải là những cái bài nhạc chửi nhau hay là nhạc chế gì này kia. Đúng rồi, đúng rồi. Mình là một cái mà trẻ, một người trí thức, mình đem những cái mới cho những người cũ, và mình đem những cái cũ cho những người mới. Yeah. Không? Kiểu như có những cái trào lưu văn học hay là những cái kiến thức văn học hay là những cái tác phẩm gì đó, mình chuyển hóa thành âm nhạc để mà cho những cái người trẻ bây giờ người ta có thể tiếp cận được những cái điều đó. Dạ. Thế các trường phái trong văn học cũng như là cái nguồn cảm hứng chủ đề của tác giả lấy ra nó có giống như cách của các nghệ sĩ âm nhạc thường làm bây giờ không em? Em nói về văn học Việt Nam đi ha. Ừ. Nói về văn học Việt Nam đi, nó dễ hình dung. Thì văn học Việt Nam người ta chia làm hai giai đoạn chính. Đó chính là văn học trung đại và văn học hiện đại. Và trong cái văn học trung đại á, có những cái chủ đề chính xuyên suốt luôn. Thứ nhất là chủ đề yêu nước. À, đúng rồi. Kiểu như là Thịt Tướng Sĩ nè, hoặc là Bình Ngô Đại Cáo nè. Đó, đó là những cái chủ đề về yêu nước. Ở bên cạnh đó thì nó có những cái chủ đề về nhân đạo. Hoặc là nói về những cái bất công của con người, và người ta đồng cảm với lại những cái bất công đó. Kiểu như vậy, chuyện Kiều nè. Hoặc là Người Có Cái Năm Xương nè, những cái tác phẩm xưa anh học. Chính mình nó có gì đó cảm thông với lại những người phụ nữ, hoặc là những cái người yếu thế trong xã hội. Đúng rồi. Đó là chủ nghĩa nhân đạo. Còn hiện đại đi thì nó xuất hiện nhiều hơn, nó đa dạng hơn. Nó không có còn gói gọn trong cái khuôn khổ của văn học trung đại nữa. Yeah. Nó tiếp cận với lại cái nền văn học phương Tây, cho nên là nó có rất là nhiều những cái sự thay đổi về thể loại cũng như là về chủ đề. Yeah. Văn học hiện đại thì nó không còn cái ta chung của cộng đồng nữa, mà là nó là cái tôi cá nhân. Đúng rồi, những cái nhà thơ như là Xuân Diệu nè, Xuân Quỳnh nè, đó, kiểu như người ta có những cái bộc lộ về những cái tâm tư, cảm xúc cá nhân vậy đó. Trong thời kỳ hiện đại thì cái chủ nghĩa cá nhân nó được đề cao hơn, cũng như là có những cái chủ đề nó không được xuất hiện trong học trung đại. Đúng. Mà nó cũng khá là rộng, kiểu đấy là mình mở ra được một vùng đất mới cho văn học, đúng không? Đúng rồi, kiểu như là Đông Tây kết hợp. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà nói về những cái trào lưu rồi chủ đề này kia thì nó rất là nhiều. Anh cứ nghĩ là trong âm nhạc hay là trong nhạc rap nó làm sao, thì trong văn học nó cũng như vậy á. Nó cũng có những cái viết về gia đình, viết về xã hội, viết về cái tôi cá nhân, rồi viết về tình yêu, viết về tình yêu đất nước, rất là nhiều. Ví như là người ta cứ nghĩ cái gì người ta viết nó thôi. Ừ, mà anh thấy một điều là đa số khi mà nhắc đến một tác phẩm văn học thì ai cũng biết tới tác giả của nó. Thì điều này giống như trong rap game, ai cũng biết rapper là người sẽ viết ra cái bài rap đó. Nhưng mà ít ai biết được các người nhạc sĩ sáng tác cho một cái sản phẩm âm nhạc đó. Mà người ta chỉ biết các người ca sĩ thôi. Thì em nghĩ sao về cái điều này? Nói chung theo em thấy nha, tại vì cái văn học á, anh phải hiểu, nó ban đầu nó được tạo ra, nó không nhằm mục đích để kiếm tiền, thương mại. Hồi xưa ở Việt Nam mình nha, em nói ở Việt Nam thôi, thì những cái nhà mà nhà văn, nhà thơ rồi á, là những cái người gọi là những cái quan lại chức sắc, có không? Người ta có một cái công việc ổn định, người ta có lương,
được triều đình này kia. Lúc đó thi ca hội họa nó chỉ là những cái thú vui, ok, người ta làm vì người ta thích chứ người ta không làm vì tiền. Tại vì lúc đó là đâu có khái niệm là làm nhạc kiếm tiền hay là làm văn làm thơ kiếm tiền đâu. Đúng rồi. Chỉ có là bắt đầu thời kỳ hiện đại khi mà phương pháp Pháp á, nó đem cái văn hóa phương Tây qua, rồi bắt đầu báo chí, rồi cái nghề in nó phát triển ở Việt Nam, thì lúc đó mới có cái khái niệm gọi là những cái người nghệ sĩ là những cái người mà sáng tác xong rồi kiếm tiền từ những cái sáng tác của mình, như là những cái nhà thơ, nhà văn hiện đại đó. Mà điển hình như là ông Tản Đà, những cái tờ báo mà ông viết ra những câu chuyện, những cái tiểu thuyết hoặc những cái bài thơ ông xuất bản, xong rồi người ta mua. Đó, bắt đầu là mới xuất hiện những cái nhà văn đúng nghĩa luôn, gọi là người ta làm, người ta kiếm tiền. Yeah. Kiếm tiền từ học. Em thấy là những cái thơ, những cái văn, thơ văn nói chung đi, thì nó có một cái điểm chung là nó có cái tôi trong đó. Yeah. Nó thể hiện được cái phong cách sáng tác của cái tác giả đó, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng mà còn âm nhạc á, thì sợ là em không có chuyên ngành âm nhạc nên là em cũng không có đủ kiến thức để em nói. Nhưng mà theo em nghĩ á, là bây giờ đi, kiểu như là có những nhạc sĩ người ta viết lời, xong rồi người ta sử dụng cái đó để người ta đem bán. Đúng rồi. Dạ, người ta bán cái sản phẩm âm nhạc đó, xong rồi có một người ca sĩ khác, rồi lại công ty nữa nó mua lại, xong rồi người ta bắt đầu hát cái bài hát đó lên. Em nghĩ cái đó là do thị trường thôi nha, do những cái người gọi là người ta muốn đi diễn hoặc là người ta muốn kiếm tiền thương mại từ những cái việc hát đó thì người ta mới mua lại những cái bản quyền đó. Còn những cái nghệ sĩ mà người ta muốn khẳng định cái tôi của mình á, em nghĩ là người ta không có thích cái chuyện đó. Người ta muốn hát cái bài hát của người ta tự sáng tác, và trong cái lời nhạc đó nó có những cái điều mà người ta muốn nói. Kiểu như là nhạc của Ngọt nè, Cá Hồi Hoang nè, hoặc là những cái đa số nhạc rap bây giờ đúng không, kiểu anh em tự viết xong rồi tự thể hiện cái tôi của mình trong đó. Đúng rồi. Chứ cũng không ai muốn viết dùm hay là như thế nào hết. Nếu mà viết dùm để mà kiếm tiền thì cái là cái câu chuyện khác, em không có bàn đến. Đó, cho nên là em nghĩ là khi mà người ta muốn lợi nhuận, người ta muốn thương mại á, thì maybe là người ta sẽ viết thuê hoặc là người ta bán cái bản quyền cho người khác để hiện cái nhạc đó. Còn nếu mà người ta muốn khẳng định cái tôi cá nhân của mình thì người ta sẽ tự viết, tự hát rồi tự sản xuất các kiểu. Mà dạo gần đây thì nó có một vài các quan điểm cho rằng là nghệ sĩ ngày nay á là ít sáng tạo ra những thứ mới mẻ, mà toàn làm lại những thứ mà được cho là đã cũ rồi em ạ, hay thậm chí là copy của những người nước ngoài. Thì em nghĩ sao về cái sự sáng tạo trong âm nhạc vậy? Thật sự mà nói á, theo quan điểm em thôi nha, nếu mà nói về sáng tạo tuyệt đối là chỉ có Chúa Trời thôi. Chúa Trời sáng tạo chúng ta. Còn những gì mà chúng ta làm ra nó đều xuất phát từ bài học, từ kinh nghiệm, từ những cái gì mà chúng ta học hỏi lẫn nhau để mà tạo ra được một cái sản phẩm cho mình. Yeah. Anh hiểu em không? Kiểu như là ví dụ như em đi, thì trước khi mà em làm nhạc như bây giờ thì em cũng nghe rất là nhiều người, em học hỏi rất là nhiều người. Kiểu như em có một cái nền tảng từ những cái người khác, thì từ những người đi trước, kiểu như người này viết flow làm sao, người này thảo vần làm sao, rồi người này cái chủ đề làm sao, cái kiểu vậy. Nghĩa là mình sẽ hòa trộn những cái gam màu của những người khác và một ít và một số những cái riêng của mình, xong rồi hòa trộn nó lại, xong rồi tạo ra một cái gam màu đúng nghĩa của mình. Yeah. Không thể nào mình sáng tạo tuyệt đối một cái gì hết. Những cái mà mình đang sáng tạo ra nó đều có chất liệu từ những người đi trước, ngay cả về khoa học, về ẩm thực hay là bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên là em nghĩ trong cái âm nhạc á, nếu mà người ta sử dụng lại những cái chất liệu cũ thì em cũng không có cái gì gọi là phản đối hay gì hết. Cũng như là như em nói hồi nãy, một cái bài thơ cũ đi, xong mà em lấy cái đó em phổ hành nhạc, nó biến thành một cái tác phẩm mới. Đã làm mới cái tác phẩm đó rồi, thì em vẫn rất là ủng hộ cái việc mà mọi người học hỏi, rồi mọi người có thể đem những cái hay của nước ngoài về làm cũng được. Nhưng mà mình đừng có hòa tan vào nó. Ok, hòa nhập chứ không hòa tan. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình tiếp thu thế giới có cái gì hay mình tiếp thu về, xong rồi mình làm lại sao đó cho nó biến thành của mình. Nó gọi giống như là tiếp biến văn hóa vậy đó. Yeah. Cái này gửi cho chuyên ngành em, kiểu như là mình học hỏi cái hay của thế giới, xong mà đem về Việt Nam mình biến nó làm sao mà nó trở thành một cái gì đó là hợp với lại con người Việt Nam và cái xã hội Việt Nam và được cái nền văn hóa Việt Nam, kiểu như vậy. Chứ mình đừng có bê y nguyên của nó về, mình bắt chước hoặc là mình không có chuyển hóa nó lại thì nó rất là, đôi khi là bị mâu thuẫn với lại những cái văn hóa bản địa, kiểu vậy. Ví dụ anh biết về gangster rap rồi đúng không? Đúng rồi. Ngoài, kiểu như là băng đảng, cầm súng rồi kia, cái mình lại đem cái gangster rap vào Việt Nam thì mình phải biến đổi ra lại.
Tại Việt Nam không hề có vụ mà mình cầm súng ra đường này kia đúng không? Nó cũng có mà nó ít. Cho nên là phải biến đổi nó làm sao cho nó hợp với lại cái văn hóa của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Thì như em nói rồi, kiểu như là không ai mà sáng tạo tuyệt đối được hết. Tất cả mọi thứ nó đều được sản sinh từ những cái nền tảng cũ. Và em ủng hộ, rất ủng hộ mọi người học hỏi những cái mới. Và mình chuyển hóa nó làm sao cho nó hợp với lại cái văn hóa bản địa của mình. Còn cái việc mà mình copy y chang người ta về mình đạo nhái vậy thì em bây giờ mình cũng em cũng không ủng hộ việc đó. Dạ. Thì em có đôi lời tâm sự nhắn nhủ gì tới khán thính giả không? Em làm một cách thật là công nghiệp được không? Em muốn nói thêm một cái. Ok, em nói đi em. Cái này thì em học trong chuyên ngành á, em thấy nó có một cái vấn đề khá là tương đồng đối với trong nhạc rap Việt Nam mình. Dạ. Đó là về cái tư tưởng, cái hướng đi. Có nghĩa là anh biết trong nhạc rap Việt Nam á, trong cái thời gian khoảng 2013-2014 á, là nó xuất hiện những cái sự đấu tranh gay gắt giữa trường phái old school và new school. Dạ. Có một bên kiểu old school thì kiểu mẹ mấy thằng rap rồi mấy thằng lady killer rồi mấy làm nhạc mấy thằng swagger kiểu vậy. Đó thì kiểu như là một bên trường phái cũ thì chửi trường phái mới, rồi bên trường phái mới cũng chửi là trường phái cũ kiểu như vậy. Thì anh có biết là trong văn học Việt Nam mình á cũng có một thời kỳ nó y chang như vậy luôn. Ui, cái này cho anh mới biết luôn á. Những cái năm mà 1920-1930 đó, nó diễn ra những cái cuộc gọi là bút chiến của hai cái trường phái văn học ở Việt Nam. Thứ nhất là những cái người em gọi là theo old school đi, là những cái nhà văn nho học, là những cái người mà viết văn theo cái chữ Hán nè, chữ Nôm nè, rồi bị bó buộc trong những cái khuôn khổ của nền văn học trung đại. Đó, người ta không mới chấp nhận cái nền văn học mới, cái nền văn học phương Tây, cho là những cái người văn phương Tây là không có đủ trình để mà viết được những cái gọi là những cái cao siêu, những cái thủ pháp nghệ thuật của thời trung đại. Còn những cái người mà kiểu hiện đại thì nó là mấy người này, mấy người trung đại là kiểu cổ lỗ sĩ, kiểu mấy người lỗi thời, không có hợp thời, rồi cứ luẩn quẩn trong những cái cũ đó mà không có phát triển hơn được, nó kiểu vậy, nó y chang như là trong nhạc rap mình luôn. Yeah. Đúng rồi, kiểu như là những cái người mà trong Tự Lập Văn Đoàn nè, những cái người mà mới á, những nhà thơ mới á, đó cũng chiến đấu lại với lại mấy ông nhà thơ cũ, mấy ông nhà thơ cũ cũng đó, đấu hoài. Hay mà. Cũng văn đàn rồi nói nhau rồi chửi nhau này kia, là tất nhiên là nó sẽ không có thô tục như là trong trong nhạc rap kiểu yeah. Đít nhau này kia, nhưng mà nó cũng là chỉ trích nhau á. Anh hiểu. Dạ, cũng có những cái cuộc bút chiến là đẫm máu. Ồ, anh thấy cái đó cũng hay mà. Nó giống như kiểu trong rap á, thì hai bên mà có xích mích thì sẽ ra càng nhiều sản phẩm hơn cho khán tiếng giả thôi mà. Dạ. Cho nên em thấy là cái việc mà nó bất đồng quan điểm á thì hầu như là thời đại nào cũng có. Và hầu như là tất cả những lĩnh vực nào cũng có luôn. Đúng rồi. Tất cả thì âm nhạc hay là về văn học hay là về triết học này kia. Kiểu mỗi bên sẽ bảo vệ những cái luận điểm của mình. Dạ. Và anh thấy cái sự bất đồng quan điểm nó cũng chỉ giúp cho chúng ta đi lên thôi mà, chứ đâu có làm hại gì chúng ta nhiều đâu, đúng không? Dạ, thì đúng rồi. Kiểu như thế giới này nó sẽ luôn thay đổi. Dạ. Nó sẽ luôn thay đổi để mình phát triển hơn. Và nó cũng những cái sự khác biệt, ngay cả như trong nhạc rap cũng vậy. Tuy là em không thích những cái thể loại như là rap nó mang cái yếu tố tình dục trong đó. Hoặc là rap mà rap nhảm nhảm, hoặc là rap kiểu khoe cổ, khoe hàng, khoe đồ này kia. Nhưng mà kiểu như em vẫn nghĩ là nó sẽ có ích, bởi vì nó làm đa dạng, phong phú cái thể loại hơn. Đúng rồi. Chứ như phân học đi à? Dạ. Thì mình trong một rap đi thì cũng có những người rap về tình yêu, cũng có những người rap về cuộc sống, cũng có những người rap về ăn chơi rồi kia. Thì em nghĩ là như vậy nó cũng tốt, nó cũng nó tạo ra một cái sự phong phú về chủ đề, về thể loại và về những cái quan điểm tư tưởng nữa. Kiểu như nếu mà ai cũng ok ủng hộ old school hết, rồi nguyên cái rap Việt biết là old school hết, và ai cũng đề cao cái chủ đề rap life hay gì đó, xong ai cũng rap life hết, đúng không, thì nó đâu có cái còn gì là hay nữa đâu. Đúng rồi, nó lại thành dẫm trên tại chỗ mất, gì gọi là đa dạng hay là phong phú nữa đâu. Ok, yeah. Cảm ơn em Lắc Xuyên hôm nay đã tham gia cái buổi podcast với anh. Cảm ơn chị, lâu quá anh em không gặp. Đúng rồi, lâu quá rồi. Giờ chỉ mong cho hết dịch để mà có thể lên Sài Gòn ngồi cà phê tâm sự với anh thêm buổi thôi. Ok anh. Ok, vậy đó là toàn bộ những cái quan điểm mà em Lắc Xuyên đã chia sẻ cho mình. Còn các bạn có đồng tình hay là không đồng tình với những cái quan điểm như nào thì có thể cho mình biết ở dưới phần bình luận được không? Và nếu như các bạn cảm thấy thích những cái video mà gần đây mình làm thì đừng quên cho mình xin một like, một share và đừng quên những cái nút subscribe ở bên dưới nha. That's it, video đến đây thôi. Hết rồi, bye.